hiện tại thì Minh Dự đang có mặt tại sảnh để vào rạp hát thưởng thức chương trình Paris by Night 134. Đêm nay xin cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ. Dĩ nhiên là cô Thủy là như con rồi, cho nên là không phải nhắc đến nữa. Nhưng mà tôi có được sự thành công một phần nào, đó là do trung tâm bằng những sáng tạo nghệ thuật và do đã đóng góp để làm nên sự thành công chung của Paris by Night. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
không? Mình đi kiếm nước mình uống xong rồi chắc mình
đi đâu ta? Biết đi massage hay đi coi show nữa? Lát mình tiếp. This one. Are you order young?